Thưa quý vị, hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố liên quan vụ đánh bạc ở xã Hòa Bình, huyện trợ mới tỉnh An Giang, gồm 30 bị can cùng ngụ tỉnh này. Theo đó, Công an tỉnh bắt tạm giam 26 bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can cùng về các hành vi, tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Sới bạc quy mô lớn ở xã Hòa Bình này do cha con Nguyễn Minh Hùng sinh năm 1966 và Nguyễn Đức Em sinh năm 1990 cầm đầu sau thời gian theo dõi, trưa 13 tháng 10, trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc đề xỉu, ăn thua bằng tiền tại khu đất trống phía sau nhà đối tượng Nguyễn Minh Hùng, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp tổ công tác cục cảnh sát hình sự bộ công an và các đơn vị chức năng bất ngờ tập kích sòng bạc, các đối tượng bỏ chạy thoát thân, nhưng lực lượng công an đã kịp thời truy đuổi, bắt giữ 36 đối tượng, thu giữ tại hiện trường trên người các đối tượng hơn 118 triệu đồng cùng nhiều điện thoại di động, xe máy tăng vật liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng. Quá trình điều tra, công an tỉnh An Giang xác định, sông bạc này đã tồn tại trong một thời gian dài do cha con Nguyễn Minh Hùng cầm đầu tổ chức với nhiều thủ đoạn tinh vi. Địa điểm mà các đối tượng tổ chức đánh bạc được che chắn bởi nhiều lớp tường vách tôn cao với nhiều lớp cửa. Ngoài ra, đối tượng cầm đầu còn phân công nhiều đối tượng, canh phòng nhiều lớp gây không ít khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình điều tra triệt phá.